không khí Tết không chỉ hiện diện ở trong nước mà tại đất nước bạn Lào. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người con xa quê không thể về Việt Nam ăn Tết, nên đã tranh thủ những ngày cuối tuần tổ chức gói bánh chưng, với mong muốn đón một cái Tết tràn ngập tình yêu thương. Hội trường trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khác với không khí nghiêm trang ngày thường. Hôm nay, thầy trò cùng tập trung để trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng truyền thống của Việt Nam. Thì chúng tôi muốn cho các em, các con em, không chỉ những con em người Việt Nam mà chúng tôi còn muốn truyền bá đến cả những con em người Lào, các cán bộ của người Lào, là muốn các em hiểu thêm về cái văn hóa và truyền thống của người Việt Nam, là cứ mỗi năm năm hết Tết đến là người Việt Nam sẽ có truyền thống là gói bánh chưng, để cho các em hiểu sâu thêm về cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Lào, em Trịnh Minh Thái rất hãnh diện khi lần đầu tiên được hướng dẫn cho các bạn người Lào về cách làm bánh chưng, về ý nghĩa của bánh chưng trong văn hóa của người Việt. Đây là lần đầu tiên con được tham gia chương trình gói bánh chưng của nhà trường. Và ở nhà bố mẹ cháu cũng đã từng dạy cho cháu gói bánh chưng rất nhiều rồi. Và cháu cảm thấy rất vui khi được dạy các bạn Lào về cách gói bánh chưng và cho các bạn biết về văn hóa của người Việt Nam. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng rất lớn của các học sinh Việt và Lào, bởi với các em, đây là trải nghiệm, là cơ hội để thầy trò cùng nhau gắn kết, tìm hiểu thêm về phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt. Con từng được ăn bánh chưng rồi, cảm thấy rất ngon và rất thích. Đây là lần đầu tiên con được trực tiếp tham gia gói bánh chưng cùng bạn bè và thầy cô. Con cảm thấy rất vui. Việc này không chỉ giúp tăng cường sự gắn kết giữa thầy và trò, mà còn giúp các con hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Còn đối với cô gái trẻ Nguyễn Cửu Thùy Linh, đây là năm thứ 8 cô sinh sống làm việc trên đất nước Lào. Thế nhưng, chỉ là năm thứ 3 cô đón Tết tại đây. Mong muốn tìm về không khí Tết quê hương, cô đã đến chùa Bằng Long, một ngôi chùa Việt tại Lào để vãn cảnh và cùng nhà chùa chuẩn bị Tết. Vì ảnh hưởng của dịch Covid nên em không có về quê được. Nhưng khi em đến với ngôi chùa thì em có cảm giác như là mình đang ở chính quê hương của mình vậy. Em nghĩ đây cũng là một cái dịp để tất cả mọi người con Phật tử xa quê có thể sum vầy lại chính ngôi chùa của mình, để cùng nhau góp sức trang trí bao sái lại tất cả mọi thứ để giúp cho ngôi chùa thêm trang nghiêm hơn. Và là một Phật tử thì em cảm thấy những khoảnh khắc như vậy rất là mát và ý nghĩa. Vẫn là lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thế nhưng ẩn trong mỗi chiếc bánh chưng này là nỗi nhớ quê hương da diết. Đây cũng là dịp để hàn huyên về những câu chuyện nơi đất khách và cả những ký ức Tết ở Việt Nam. Sau khi nấu xong, những chiếc bánh vuông nhất, xanh nhất sẽ được dâng lên Tam Bảo. Để gợi không khí Tết truyền thống, chùa còn trang hoàng lại lung linh rực rỡ hơn. Tượng Phật nơi Tam Bảo được lau chùi sạch sẽ, những bình hoa vàng rực tô thêm sắc xuân. Đặc biệt, chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam cũng được trang trí như một điểm nhấn thu hút du khách. Ở trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc tại chùa Bằng Long, thủ đô Viên Chăn, Lào, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật tử cũng đã trang trí và gói bánh chưng để mang không khí Tết đến với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhà chùa cũng đã có các biện pháp phòng tránh như phát khẩu trang, nước sát khuẩn để mọi người yên tâm đến chùa lễ Phật. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Có lẽ Tết này là một cái Tết đặc biệt đối với những kiều bào xa quê. Thế nhưng, người Việt Nam tại Lào vẫn luôn có một nơi để đến, để tìm về hương vị Tết Việt, đó là ngôi chùa Bằng Long này.